Hiện tại em đang đứng trên đây là ngay chỗ Ủy ban nhân dân xã Dương Tân nha quý cô chú anh chị. Đây, đây là Ủy ban nhân dân xã Dương Tân quý cô chú anh chị ha. À, phía bên cạnh xã Dương Tân của mình đây chính là trạm y tế và chợ Dương Tân luôn quý cô chú anh chị nè. Theo cái hướng tây của hôm nay là chúng ta sẽ đi ra lại con đường hương lộ 62, kết nối ra lại đường quốc lộ 27C gặp nút giao cao tốc. Và cái hướng ngược lại đây này quý cô chú anh chị của hương lộ 62 á, thì chúng ta sẽ kết nối vào cụm công nghiệp và sông cầu của Khánh Vĩnh nè quý cô chú anh chị ha. Đây là cái con đường đi vào đất mà em muốn chia sẻ cho quý cô chú anh chị nè. Đây con đường này hiện trạng là bê tông đường 8m, tương qua quy hoạch là rộng 16m nha quý cô chú anh chị. Thì ở trong đây có rất nhiều những cái farm, những cái danh lam thắng cảnh, ví dụ như là khu du lịch làng Hạnh Phúc nè quý cô chú anh chị nè. Rồi có rất nhiều những có hồ cây sung ở trong đây rất là đẹp luôn nè quý cô chú anh chị nè. Ở trong đây thì em Hùng có một cái siêu phẩm em Hùng sẽ giới thiệu cho quý cô chú anh chị chúng ta cùng tìm hiểu nha. Thì cái sản phẩm này rất phù hợp cho những cô chú anh chị nào mà tầm tài chính không quá nhiều mà vẫn mong muốn sở hữu cho mình một cái bất động sản để mà tích lũy tài sản. Hay là quý cô chú anh chị nào mà thích tìm về một cái farm home để chúng ta có thể cuối tuần từ thành phố Nha Trang di chuyển lên đây tầm 25 phút tới 30 phút di chuyển thôi, có một cái nơi mà chúng ta có thể là tụ tập bạn bè vui chơi nha quý cô chú anh chị. Và bây giờ thì em Hùng sẽ mời tất cả quý cô chú anh chị cùng với Hùng chúng ta cùng nhau khám phá về cái bất động sản này hơn nha. Xin mời tất cả cô chú anh chị cùng theo Hùng ạ. Vị trí về xã Dương Tân hồi nãy em Hùng qua cho cô chú anh chị tới cái khu vực này là tầm 800m nha quý cô chú anh chị. Và cái bất động sản hồi nãy mà em Hùng muốn giới thiệu cho quý cô chú là đây chú anh chị ha. Thì tổng cái bất động sản này của mình là hơn 1000m2 nha cô chú anh chị, hơn 1000m2 lực. Cái chiều dài mặt tiền của mình đó là rộng là tầm 25m, chiều sâu của mình đó là tầm hơn 40m nha quý cô chú anh chị. Ở thì ở đây thì nếu như mà cô chú anh chị nào mà muốn mua hết luôn á thì mình sẽ bán hết cho cô chú anh chị luôn. Còn nếu mà cô chú anh chị nào mà muốn mua một nửa thì mình vẫn bán cho cô chú anh chị một nửa nha. Đó. Thì cái bất động sản này á, cô chú anh chị thấy này. Phía bên đây thì cũng đã có một cái anh khách Sài Gòn mua mua này vậy này. Đó, mua rồi giờ đang trồng dưa này chị này. Đó, đang trồng dưa rồi, trụ ra là cổng đầy đủ hết tất cả cô chú anh chị này. Đó. Thì đất của mình đó thì mình sẽ không có sợ bị trồng lên lấn ranh chị không. Em cũng đã cắm mốc này, chi tiết cụ thể rõ ràng cho cô chú anh chị thấy rồi. Đây. Nhưng cô chú chị thấy thì ở đây mình có là điện nước, điện là có là điện nước bên cái điện này. Ở phía xa xa kia của mình là khu dân cư của chú chị ha. Đó, phía khu dân cư đó. Ở đó thì từ đây mà ra đó thì tầm có khoảng tầm 100m thôi cô chú chị ha. Đó, gần khu dân cư của mình luôn. Điện nước là xung quanh là đầy đủ hết cho cô chú chị này. Cô chú này thấy quá. Xung quanh mình đây này, đó có vườn xoài này, vườn keo này, vườn mía là đầy đủ hết cho cô chú chị này. Ở phía bên kia của mình đó chính là cái hồ Láng Nhớ chị ha. Ở bên đây thì có hai cái hồ rất là đẹp luôn chị nè. Đó là hồ Láng Nhớ với hồ cây sung. Ở gần bên cạnh đó thì có khu du lịch là làng Hạnh Phúc, đúng không ạ? Là nơi mà gọi là mình tâm thức, mình tĩnh tâm cô chú chị nè. Còn cái đường này mình đi thẳng vô này. Ở trong đó thì còn rất nhiều những cái farm đẹp của chị nè. Đó gì đó. Đó. Như em Hùng chia sẻ thì cái bất động sản này á thì rộng hơn 1000m2 anh chị nha. Và cô chú chị nào mà thích mong muốn làm vườn á, đó thì ở đây thì chúng ta có thể là trồng dừa này. Trồng những cái loại cây mà chúng ta ít cần tốn công phải chăm sóc như là trồng dừa, trồng xoài, trồng keo cô chú chị nha. Đây này đó. Ở đây thì có vài anh chị cô chú chúng ta mua, chúng ta trồng, chúng ta đầu tư rồi. Ở từ cái vị trí này mà đi di chuyển về trung tâm của thành phố thì tầm 30 phút di chuyển của chú chị ha. Cách Ủy ban nhân dân xã Dương Tân thì tầm 800m thôi, gần khu dân cư, sổ sách chi tiết pháp lý rõ ràng hết rồi. Đúng rồi. Giá loanh quanh chỉ tầm khoảng 400 một lô nha cô chú anh chị. Vẫn còn thương lượng cho cô chú anh chị nào mà quan tâm thì mình sẽ chia sẻ thêm thông tin cho cô chú anh chị nha. Rồi, cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết cái video này. Nếu như khi mà xem xong cái video này, cô chú anh chị nào mà còn vấn đề, cần thông tin gì, cần Hùng hỗ trợ thêm thì có thể là inbox Hùng sẽ chia sẻ thêm thông tin cho cô chú anh chị nha. Xin chân thành cảm ơn. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại ạ. Khu vực xung quanh đây là có rất nhiều farm này nha quý cô chú anh chị, rất là đẹp anh chị ha. Đó, ở bên đây thì điện nước đầy đủ nên cây cối ở đây rất là xanh tươi. Này, đó.